Xin được kính chào quý vị. Quý vị đang cùng theo dõi chương trình 60 giây của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh mang đến cho quý vị những tin tức cập nhật vào sáng sớm mỗi ngày. Hôm nay ngày đầu tiên của tháng 8, 60 giây sẽ có những thông tin nổi bật sau đây. Sẽ không thiếu oxy cho khu vực điều trị COVID-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam. Người dân được giảm tiền điện trong 2 tháng vì COVID-19. Phụ nữ mang thai có nên tiêm vaccine ngừa COVID-19? Hãy nghe khuyến cáo từ các nhà khoa học Anh. Bộ Y tế vừa ban hành tiêu chí phân loại nguy cơ người nhiễm SARS-CoV-2, trong đó có 4 tiêu chí gồm nguy cơ thấp, trung bình, cao và rất cao. Nhân viên y tế cần xử trí phân loại nhanh người nhiễm SARS-CoV-2, ưu tiên tất cả những người được phân loại mức nguy cơ rất cao được đưa đến cơ sở y tế phù hợp gần nhất. Màu đỏ là nguy cơ rất cao, người 65 tuổi trở lên và mắc một trong các bệnh lý nền, hoặc người bệnh trong độ tuổi bất kỳ đang trong tình trạng cấp cứu, hoặc SpO2 từ 92% trở xuống, hoặc người bệnh đang có tình trạng thở máy, đang có ống mở khí quản, liệt tứ chi hoặc đang điều trị quá xạ trị. Màu cam là nguy cơ cao, gồm những người tuổi từ 65 trở lên và không mắc bệnh lý nền, phụ nữ có thai hoặc trẻ em dưới 5 tuổi, người có SpO2 từ 93% đến 94%. Màu vàng là nguy cơ trung bình, gồm những người từ 46 đến 64 tuổi và không mắc bất kỳ bệnh lý nền, sức khỏe có dấu hiệu bất thường như sốt từ 37,5 độ trở lên, ho, đau họng, rát họng, đau ngực, có SpO2 từ 95% đến 96%, hoặc người dưới 45 tuổi và mắc một trong các bệnh lý nền. Màu xanh là mức nguy cơ thấp, gồm những người dưới 45 tuổi và không mắc bệnh lý nền, đã tiêm đủ 2 liều vaccine phòng COVID trước ngày xét nghiệm dương tính, ít nhất 12 ngày. Sức khỏe chưa có dấu hiệu bất thường, SpO2 từ 97% trở lên. Khi dịch bệnh diễn biến phức tạp, số lượng bệnh nhân tăng cao, thì nhu cầu sử dụng oxy y tế phục vụ điều trị bệnh nhân COVID-19 cũng tăng theo. Một số thông tin về việc thiếu oxy y tế cũng đang khiến cho không ít người dân cảm thấy lo lắng. Bộ Y tế đã đến khảo sát, đánh giá về khả năng cung ứng tại các doanh nghiệp sản xuất oxy y tế và thực tế cho thấy hiện các doanh nghiệp hoàn toàn có thể đáp ứng oxy cho khu vực điều trị tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam. Qua khảo sát, nguồn oxy y tế tại các doanh nghiệp cung ứng cho 18 điểm bao gồm các bệnh viện dã chiến, bệnh viện điều trị COVID-19 hiện vẫn đang ở mức cao. Với cái năng lực sản xuất của họ như bây giờ hoàn toàn có thể đáp ứng được về cái công tác cung cấp oxy cho cái khu vực điều trị, đặc biệt là điều trị hồi sức cấp cứu. Các doanh nghiệp đã thông tin hỗ trợ nhau nhằm đáp ứng tối đa năng lực sản xuất và cung ứng. Theo công ty Nippon Sanso, họ có thể sản xuất lên đến 310 tấn oxy lỏng một ngày, đáp ứng được yêu cầu của Bộ Y tế. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều vướng mắc cần tháo gỡ. Bằng cái sự hỗ trợ từ Bộ cũng như là chính quyền địa phương ở Biên Hòa cũng như là các cái nơi mà nó có những cái trung tâm y tế cũng như bệnh viện, thì khi xe vận chuyển oxy vào những cái điểm đó thì phải được coi như là ưu tiên. Bộ Y tế đã yêu cầu các đơn vị sản xuất phối hợp chặt chẽ với các bệnh viện điều trị COVID-19, lên phương án vận chuyển dự trữ hợp lý, không để thiếu oxy trong trường hợp dịch bùng phát. 6 giờ sáng nay, đoàn tàu chở hàng trăm thiết bị vật tư y tế đã rời ga Hà Nội lên đường vào Thành phố Hồ Chí Minh. Chuyến hàng gồm có 30 máy thở, một máy lọc thận, 45 monitor theo dõi bệnh nhân, hệ thống xét nghiệm sinh hóa huyết học, 80 bơm tim điện, 80 máy truyền dịch và các nhu yếu phẩm. Tòa đặc biệt với tổng trọng lượng khoảng hơn 10 tấn này dự kiến khoảng 21 giờ ngày 2 tháng 8 sẽ tới Thành phố Hồ Chí Minh để kịp phục vụ bệnh nhân. Đây là số thiết bị từng được tài trợ cho Trung tâm Hồi sức cấp cứu tỉnh Bắc Giang. Sau khi Bắc Giang kiểm soát được bệnh, Bộ Y tế đã giao Bệnh viện Bạch Mai phối hợp bảo quản, vận chuyển những thiết bị này vào Thành phố Hồ Chí Minh. Sau hơn một tuần kể từ khi Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn gửi thư kêu gọi, đến thời điểm hiện tại đã có 5.051 người đã đăng ký tham gia tình nguyện hỗ trợ công tác phòng chống dịch tại Thành phố Hồ Chí Minh, trong đó có gần 700 bác sĩ và 223 điều dưỡng. Số bác sĩ và điều dưỡng này sẽ được Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh phân công đến các bệnh viện và các cơ sở điều trị bệnh nhân COVID-19 có nhu cầu. Đây là các tình nguyện viên sẽ hỗ trợ khám và điều trị cho bệnh nhân COVID-19, điều dưỡng chăm sóc bệnh nhân nặng, chăm sóc các ca nhiễm, ca nghi nhiễm, vận chuyển bệnh nhân, đẩy xe, vận chuyển mẫu trong các cơ sở điều trị, tham gia lấy mẫu xét nghiệm, truy vết ca bệnh. Bên cạnh đó, các lực lượng cũng sẽ tham gia đảm nhiệm công tác vận chuyển hàng hóa, chở các ca nhiễm, nghi nhiễm đến các khu cách ly, phụ giúp công tác hậu cần. Người tình nguyện tham gia chống dịch có thể đăng ký với Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh theo số điện thoại 028 393 09967 hoặc 0907 574 269.
Hiện có hàng chục khu cách ly tập trung, bệnh viện dã chiến điều trị COVID-19 được thành lập từ việc trưng dụng các chung cư. Cùng với việc tổ chức lại phòng ốc, bổ sung thiết bị y tế, nhiều cơ sở cũng được lắp đặt hệ thống cấp nước mới. Và lực lượng cấp nước thành phố Hồ Chí Minh cũng đã dốc toàn lực để bàn giao công trình nhanh nhất. Chung cư Phú Thọ, quận 10 đang được chuyển đổi thành khu cách ly tập trung cho F0. Ngoài đầu tư cơ sở vật chất và trang thiết bị y tế, việc cung cấp nước sinh hoạt cũng nhanh chóng được triển khai. Cái nước là cái vấn đề quan trọng đầu tiên. Đến thời điểm hiện tại thì chúng tôi đã cái nguồn nước đã sẵn sàng cho cái việc thi công này và sẵn sàng phục vụ. Ngành cấp nước cũng khẩn trương thi công đường ống cho các cơ sở mới xây dựng, các khu được chuyển đổi công năng. Các khu cách ly thì có những là đường ống chưa có, bằng bất cứ cách nào là cũng phải là trong ngày là phải thi công làm sao có nước để phục vụ. Công nhân chúng tôi thì cũng đi tuần tra khảo sát các tuyến ống để đảm bảo cho các khu vực, đặc biệt là khu vực bệnh viện dã chiến. Vượt qua nhiều khó khăn về tiến độ làm việc trong thời gian giãn cách, các đơn vị cấp nước thành phố đã nỗ lực đảm bảo cấp nước ổn định và miễn phí, hỗ trợ lực lượng tuyến đầu chống dịch. Ngày 31 tháng 7, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đồng ý với đề xuất của Bộ Công Thương về đợt giảm giá điện đợt 4 cho một số khách hàng bị ảnh hưởng của dịch COVID-19. Cụ thể, đối với điện sinh hoạt sẽ giảm tiền điện cho các khách hàng ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Các quận, huyện, thành phố trực thuộc tỉnh, thành phố đang phải thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16 tại thời điểm ngày 30 tháng 7 năm 2021. Mức hỗ trợ giảm giá điện bao gồm giảm 15% tiền điện trước thuế VAT trên hóa đơn tiền điện đến 200 kWh một tháng. Trên 200 kWh một tháng thì được giảm 10%. Thời gian hỗ trợ giảm tiền điện là 2 tháng tại các kỳ hóa đơn tiền điện tháng 8 và tháng 9. Đối với các cơ sở cách ly, người bị nhiễm hoặc nghi nhiễm COVID-19 có thu phí cũng sẽ được giảm 100% tiền điện. Thời gian hỗ trợ giảm tiền điện là 7 tháng, kể từ kỳ hóa đơn tiền điện tháng 6 đến tháng 12. Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa có văn bản yêu cầu Bảo hiểm xã hội các tỉnh trên cả nước sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế phù hợp với tình hình dịch COVID-19. Trong đó, tuyệt đối không để người bệnh phải tự chi trả chi phí khám chữa bệnh thuộc phạm vi quyền lợi và mức hưởng bảo hiểm y tế theo quy định trong quá trình khám chữa bệnh tại cơ sở y tế. Cụ thể, đối với các địa phương thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16, người bệnh có bảo hiểm y tế được khám chữa bệnh tại cơ sở y tế thuận lợi nhất trên địa bàn và được hưởng quyền lợi như các trường hợp khám chữa bệnh đúng tuyến. Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành hướng dẫn thực hiện phiếu mua hàng thiết yếu. Theo đó, thành phố Thủ Đức và các quận huyện rà soát lại quy mô dân số, số lượng điểm bán hàng tại khu vực, có phương án phân bổ tần suất địa điểm đi chợ, đi siêu thị của người dân để thuận tiện cho mua sắm. Ngoài nội dung trên, Sở đề nghị Ủy ban Nhân dân phường xã phối hợp điểm bán, phân chia khung thời gian, số lượng người đến các điểm bán, không để xảy ra tình trạng tập trung đông người, thiếu hàng hóa cục bộ. Trường hợp cần thiết, phải mở rộng khu vực người dân mua hàng, linh động trong lựa chọn các điểm bán để tạo thuận tiện cho người dân. Bên cạnh đó, nghiên cứu tích hợp mã QR trên phiếu mua hàng để phục vụ khai báo y tế. Thời gian qua, nhiều quận huyện đã áp dụng phân chia tần suất đi chợ đối với người dân trung bình 2 đến 3 ngày một lần bằng phiếu mua hàng thiết yếu. Tuy nhiên, do quy định chỉ được mua hàng trên địa bàn phường, trong khi nguồn cung lại không đồng đều, dẫn đến nhiều người gặp khó trong việc tiếp cận. Tiếp theo trong 60 giây. Người dân muốn về quê phải liên hệ với chính quyền địa phương hoặc hội đồng hương. Tụ tập đá gà ăn tiền trong thời gian giãn cách xã hội, 7 đối tượng bị tạm giữ. Thành phố Hồ Chí Minh đang thực hiện chỉ thị 16 tăng cường. Người dân không được ra vào thành phố và chỉ có thể về quê khi đăng ký qua hội đồng hương của thành phố hỗ trợ. Dù vậy, mấy ngày qua, lực lượng chức năng vẫn ghi nhận nhiều trường hợp người dân đi xe máy đổ ra hướng các chốt cửa ngõ để về quê. Chốt kiểm soát trên đường Phạm Văn Đồng, đoạn giao nhau với đường số 20, phường Hiệp Bình Chánh, thành phố Thủ Đức. Ngày cuối tuần, nhiều người đi xe máy ôm vali, quạt điện, con nhỏ, chạy xe máy định rời thành phố, được cảnh sát giao thông kiểm tra, yêu cầu quay đầu xe. Bây giờ anh về, quay lại phòng, mình chờ rồi khi nào có, người ta lập danh sách cho mình đi nhé.
Dù được cảnh sát giao thông giải thích, hướng dẫn, nhưng nhiều người cho biết đã trả nhà trọ và giờ chỉ có mong muốn duy nhất là được về quê để bớt những nỗi lo. Không đủ chi phí cho nên chợ nó không cho ở được. Em muốn thiếu tiền trọ người ta. Thì em không có tiền đóng, với lại họ đâu có giảm cho em. Trong khoảng từ 7 giờ đến 8 giờ ngày 31 tháng 7, Công an thành phố Thủ Đức đã ghi nhận khoảng 30 trường hợp người dân chạy xe về quê chống dịch. Tất cả đều được cảnh sát giao thông yêu cầu quay đầu xe trở lại thành phố để liên hệ với các cơ quan tổ chức thuộc các tỉnh, thành phố hoặc hội đồng hương chờ đón về. Trong những ngày qua, dọc tuyến quốc lộ 1A đoạn qua tỉnh Ninh Thuận, nhiều người dân về quê tránh dịch cảm thấy ấm lòng khi nhận được nhiều món quà nghĩa tình mà người dân Ninh Thuận dành tặng. Tại chốt kiểm soát dịch Trung Mỹ, thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước, các cán bộ chiến sĩ phát tận tay những phần quà cho người dân về quê tránh dịch. Các cái hàng quán dọc tuyến quốc lộ 1A rồi các cái nhà nghỉ, nhà trọ là dừng hoạt động. Do đó thì sẽ rất khó khăn trong cái việc nghỉ rồi ăn uống đối với những cái người mà về quê. Còn tại chốt kiểm dịch ở cầu Đạo Long 2, thành phố Phan Rang, Tháp Chàm, người dân trên đường về quê qua đây cũng được tặng nhu yếu phẩm cần thiết. Mình ở Đồng Nai về khuya tới cái đoạn Phan Rang này, mình cảm thấy rất là xúc động. Anh nông dân chở táo đến chốt nhờ các chiến sĩ phát cho người dân. Người phụ nữ ngồi rửa khoai lang để chuẩn bị luộc. Những hình ảnh này khiến chúng ta không khỏi xúc động. Tinh thần nhường cơm xẻ áo, đùm bọc lẫn nhau như tiếp thêm nguồn năng lượng quý giá để toàn dân chung sức chiến đấu và chiến thắng dịch bệnh. Vào chiều qua, một người đàn ông bất ngờ bị co giật khi đang trên đường về quê tránh dịch. Lực lượng chức năng tại một chốt kiểm soát dịch của tỉnh Bình Phước đã kịp thời hỗ trợ, sơ cứu và đưa nạn nhân đi cấp cứu. Khoảng 13 giờ, anh Hà Văn Em, 33 tuổi, ngụ tỉnh Đắk Nông, đến nhận cơm nước miễn phí tại gần khu vực chốt kiểm soát trên đường DT741. Bất ngờ, anh Em ngã xuống đất, co giật, chảy máu phần mặt. Lực lượng công an và y tế tại chốt đã nhanh chóng sơ cứu rồi đưa nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu. Sau khi ổn định, anh được xe của lực lượng hỗ trợ đưa về đến giáp ranh tỉnh Đắk Nông vào chiều cùng ngày. Anh Em cho biết do đi từ sáng sớm mà chưa ăn uống, cộng thêm nắng nóng mệt mỏi nên đã khiến anh bị như vậy. Anh rất cảm động và gửi lời cảm ơn đến người dân và lực lượng chống dịch đã giúp đỡ anh trong cơn hoạn nạn. Tại Cà Mau, vào trưa ngày 31 tháng 7, Công an thành phố Cà Mau đã bắt quả tang 7 đối tượng đang tụ tập tham gia đá gà ăn tiền. Đáng lên án là hiện tại địa phương này đang trong thời gian thực hiện chỉ thị 16 về giãn cách xã hội. Điểm đá gà nằm tại khu đất trống thuộc khóm 8, phường 6, thành phố Cà Mau. Tụ điểm đá gà được bao bọc bởi nhiều vuông tôm, có nhiều ngã thoát. Hầu hết các đối tượng trú tại các xã Hòa Thành, Tắc Dân và Tân Thành, thành phố Cà Mau. Tại hiện trường, công an thu giữ 2 con gà, 2 cặp cửa sắt, nhiều băng keo và một số tang vật khác có liên quan. Ngoài việc xử lý về hành vi đá gà ăn tiền, các đối tượng trên còn bị đề nghị xử lý về hành vi tập trung đông người, theo chỉ thị số 16 về giãn cách xã hội. Trong mảng thông tin quốc tế, Chile là nước có tỷ lệ dân số trưởng thành được tiêm vaccine nhiều nhất thế giới. Cảnh sát ở Mỹ và Hà Lan thử nghiệm robot cảnh khuyển giảm thiểu rủi ro trong mùa dịch. Trong ngày 31 tháng 7, Chile đã trở thành quốc gia có tỷ lệ dân số trưởng thành được tiêm vaccine đầy đủ nhiều nhất thế giới. Bộ trưởng Y tế Enrique Paris thông báo thông tin trên và đã được đăng tải trên Our World in Data. Theo đó, với tỷ lệ 80%, Chile tạm thời trở thành quốc gia tiêm ngừa cho dân số trưởng thành nhiều nhất thế giới. Tuy nhiên, thành tích này không có nghĩa là Chile đã được miễn dịch cộng đồng, vì 80% dân số trưởng thành được tiêm chỉ chiếm khoảng 63% dân số nước này. Mục tiêu của Chile là tiêm ngừa cho hơn 15 triệu 200.000 người Chile trong tổng số gần 19 triệu người. Theo thống kê hồi tuần trước của Đại học Johns Hopkins của Mỹ, các quốc gia nhỏ như Malta, Seychelles hay San Marino, Bahrain có tỷ lệ tiêm ngừa cao nhất. Quốc gia đông dân có tỷ lệ dân cư được chích ngừa cao nhất là các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất với 9,7 triệu người, tương đương tỷ lệ gần 70%. Dù đã trễ mục tiêu là ngày 4 tháng 7, gần một tháng, nhưng Mỹ vẫn chưa đạt được miễn dịch cộng đồng. Hiện nay, tỷ lệ người Mỹ tiêm chủng đầy đủ chưa đầy 50%.
Đứng trước tình hình tỷ lệ tiêm chủng giảm trong khi số ca mắc mới và tử vong vì COVID-19 gia tăng, chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden kêu gọi các bang sử dụng tiền để làm phần thưởng cho những ai tiêm vaccine. Chính quyền Mỹ đã kêu gọi các bang và thành phố tặng cho mỗi người $100 nếu đồng ý tiêm ngừa. Trước đó, các thành phố New York và bang Minnesota đã làm như vậy. Người dân khi đi tiêm ngừa sẽ nhận được thẻ tín dụng có $100 và có thể sử dụng cho tiêu dùng. Bên cạnh đó, Bộ Tài chính Mỹ đã cho phép chính quyền địa phương trích từ gói kích thích $350 tỷ hồi đầu năm để phát hành ưu đãi như quay sổ số hay trao tiền mặt cho người đã tiêm vaccine. Người lao động Mỹ cũng có thể nhận hoàn thuế, thậm chí khi thành viên gia đình của người đó đi tiêm chủng. Phụ nữ mang thai có nên tiêm vaccine ngừa COVID-19 hay không? Và nếu không thì sẽ ảnh hưởng như thế nào đến sức khỏe của mẹ và bé? Vào tối qua, đài CNN đưa tin một nhóm các nhà khoa học hàng đầu tại Anh đã ra tuyên bố chung về vấn đề này. Theo hệ thống giám sát sản khoa Vương quốc Anh UKOSS, các biến chủng Alpha và Delta đang gây nên tình trạng chuyển biến nghiêm trọng hơn ở phụ nữ mang thai. Đối tượng này có khả năng cần máy thở, chăm sóc đặc biệt và viêm phổi cao hơn 50% người bình thường nếu mắc COVID-19. Điều này cũng trùng khớp với kết luận của Tổ chức Y tế Thế giới WHO trước đây. Bên cạnh đó, COVID-19 còn có thể đe dọa tính mạng của thai nhi. Vì vậy, các nhà khoa học của UKOSS khuyên phụ nữ mang thai cần tiêm ngừa vaccine COVID-19 càng sớm càng tốt vì vaccine đã được thông qua hoàn toàn an toàn cho phụ nữ mang thai lẫn thai nhi, kể cả phụ nữ đang cho con bú. Hàng trăm ngàn phụ nữ có thai trên thế giới đã tiêm ngừa COVID-19. Hiện tại, hàng chục quốc gia và vùng lãnh thổ đã cho phép tiêm ngừa vaccine COVID-19 trên đối tượng phụ nữ mang thai. Thách thức và nguy hiểm luôn rình rập đội ngũ cảnh sát trong các vụ án. Để giảm thiểu rủi ro, đặc biệt trong đại dịch COVID-19, mới đây cảnh sát ở Mỹ và Hà Lan đang thử nghiệm một loại robot cảnh khuyển có tên gọi là Spot. Spot có thể thay thế cảnh sát truy tìm người và vật nằm trong diện nguy hiểm, các loại chất cấm hay bảo vệ con người chống lại những hành vi bạo lực. Bên cạnh đó, robot cảnh khuyển còn có thể đo nhiệt độ, đặt câu hỏi với bệnh nhân mắc COVID-19, phát thuốc, thiết bị y tế. Qua đó, chú chó an ninh robot có thể sử dụng ở những địa điểm như trạm xá, nơi ở của người vô gia cư. Những chú chó này thậm chí còn có thể giám sát công trình, khu dân cư để đảm bảo an toàn. Nó cơ bản được điều khiển từ xa, tất cả những gì mà con người cần làm là xác định phương hướng cho robot và nó có thể làm đa số nhiệm vụ còn lại. Ngoài ra, nhìn nó rất năng động, thời trang và cách tân nữa. Đây là sản phẩm của công ty Boston Dynamics và hiện đang được thử nghiệm tại nhiều bang của nước Mỹ và cả ở nước ngoài như Hà Lan. Giá của mỗi chú robot cảnh khuyển xấp xỉ $150,000, tương đương với khoảng 3 tỷ đồng. Hôm nay, chính quyền thành phố Kokubungu, phía tây thủ đô Tokyo của Nhật Bản, tiếp tục tổ chức sự kiện Xin chào Việt Nam. Đây là một trong những hoạt động của thành phố chủ nhà của Việt Nam nhằm giúp người dân địa phương hiểu hơn về Việt Nam trước thềm Paralympic Tokyo 2020. Sự kiện Xin chào Việt Nam diễn ra trong 2 ngày 31 tháng 7 và 1 tháng 8. Thành phố Kokubungu sẽ tổ chức nhiều hoạt động nhằm giới thiệu về đất nước và con người Việt Nam. Thành phố còn tổ chức lấy chữ ký và thông điệp cổ vũ của người dân địa phương để gửi tới đoàn thể thao Việt Nam. Tháng 10 năm 2019, Kokubungu đã ký biên bản ghi nhớ với Tổng cục Thể dục Thể thao Việt Nam về việc thành phố này sẽ tiếp đón vận động viên người khuyết tật Việt Nam ở môn bơi sang tập huấn. Nhưng do đại dịch nên thành phố đã không thể đón các vận động viên Việt Nam sang tập huấn như kế hoạch ban đầu. Kính thưa quý vị, thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục thực hiện chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ với các biện pháp mạnh hơn nữa nhằm kiểm soát đẩy lùi dịch bệnh. Chúng ta đang trong những ngày cao điểm với quyết tâm và nỗ lực cao nhất nhằm kiểm soát tình hình, sớm đưa thành phố trở lại trạng thái bình thường. Rất mong quý vị trong thời gian này nghiêm túc chấp hành quy định chung, không đi ra đường khi không có việc thật sự cần thiết. Hãy đồng lòng chia sẻ, hợp tác với các cơ quan có chức năng để đảm bảo việc thực hiện chỉ thị 16 đạt được kết quả như mong muốn, để thành phố thân yêu của chúng ta có lại sự bình yên, an toàn. Đến đây thì chúng tôi xin được khép lại chương trình 60 giây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.